Ngoái nào thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn rất đơn giản đây. Đây là một con két vẹt. Đây mình sẽ cho nó một cái miếng này, đúng không? Đây là cho nó ăn chuối. Còn này thích nhất là cái món này đấy, mình sẽ để gần đấy để nó sẽ ăn. Đấy, thấy không? Đấy. Nó sẽ ăn. Để mình sẽ bẻ thêm miếng. Được rồi. Cứ tập nó nhiều bây mình tiêu. Em ơi em. Ăn không? Ê. Đây mình sẽ đưa tay di chuyển. Đây. Mình sẽ đưa di chuyển để cho con này nó tập trong cái thói quen. Khi thấy người nó sẽ tới. Đây. 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 Nó vẫn thấy điện thoại nó vẫn sợ nha các bạn. Thôi thôi, nó sợ thôi, cho em nhau ăn. Nó gọi. Đây, nó sợ thì cho em nhau ăn. Nó không sợ thì cho nó ăn. Đây, tập cho nó từ từ các bạn. Đây, cho em ăn là khỏe nhất này. Nuốt luôn. Cho nó ăn là từ từ ít một thôi. Tình cảm không các bạn. Đây, cho em nhau ăn vậy, đi như vậy. Đấy. Két vẹt là phải tập luyện nó dần dần nhiều nhiều như vậy. Được rồi, con này nó ăn pháo quá. Đấy, tập luyện nó các bạn. Nó ăn cái kiểu mum mum nha các bạn. Đây, hãy cho nhau ăn này. Đây là mình đã hướng dẫn xong các bạn và các bạn cố gắng thực hiện theo clip nha các bạn.